Thưa quý vị, tôi đang đứng tại nút giao thông Mỹ Thủy, một cái lộ trọng điểm của khu vực Cát Lái. Vào ngày 3 tháng 6 vừa qua, thì Sở Giao thông Vận tải đã khởi công xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy với tổng kinh phí là 840 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành sau 2 năm. Và đây sẽ là công trình trọng điểm làm thay đổi bộ mặt của khu đông và cả khu vực Cát Lái, góp phần trong việc giảm ùn tắc từ Cát Lái đến cả 4 hướng, quận 1, quận 9, quận 7 và cả Đồng Nai. Bên cạnh đó, đầu tháng 8 2016, Thủ tướng cũng đã chấp thuận chủ trương xây cây cầu Cát Lái dài 4 km nối Mỹ Thủy, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh với Phú Hữu, đô thị Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Quý vị thân mến, Vĩnh Phú đang có mặt tại khu đô thị Cát Lái và có thể nói với đồ án quy hoạch 1/500 thì Cát Lái đang chứng kiến bước chuyển mình mạnh mẽ trong suốt nhiều thập kỷ qua, và nơi này đang cho thấy hình dáng của một khu đô thị rất giàu sức bật với đầy đủ các chức năng về tài chính, về thương mại, về dịch vụ, về văn hóa, giáo dục và cả về khoa học kỹ thuật cao.